Tiếp theo thì mình sẽ tô bông hoa như vậy. Mình sẽ tô chiếc cúc. Hai tay Phượng Hi Mô Đi là đang cầm hai chiếc bánh nha các bạn. Thế là mình sẽ tô hai chiếc bánh.
theo là chiếc cửa sổ nha các bạn. Và mình đã tô màu xong bức tranh về Nuri đang đi ăn tiệc nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.